Bạn đang nghe chương trình phát thanh trên chuyên trang và kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề của tuần này. Bạn thân mến, đôi khi ta mãi lao theo guồng quay của công việc, mãi sống theo những tiêu chuẩn người khác áp đặt lên mình, mà dần đánh mất bản thân mình. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm lại chính mình của những năm tháng trước kia chưa? Đó là một cái tôi tự do và không bị bất kỳ điều gì trói buộc. Dù là công việc, tình yêu hay những kế hoạch tương lai. Trong blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Tiếng gà gáy từ xa vẳng lại đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có một giấc ngủ thoải mái và trọn vẹn đến thế. Không chập chờn mộng mị, không có hình bóng người sếp cáu kỉnh khó tính, không cả màn hình vi tính dày đặc những hàng cột của bảng tính Excel luẩn quẩn trong những giấc mơ. Tôi mở mắt, vươn tay khẽ đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ rùng mình vì hơi lạnh xộc vào đột ngột. Trời chưa sáng hẳn, bên ngoài sương răng mở trắng sườn núi phía xa, lớp băng mỏng dính trắng tinh phủ lấm tấm trên những hàng cây gầy guộc. Tôi khép cửa lại, với tay lấy chiếc áo lông vũ khoác vào người rồi bước ra ngoài. Sapa thời gian này lạnh lắm, cái lạnh như lưỡi dao ngọt sắc khứa vào từng thớ thịt khiến người ta phải suýt xoa. Tôi cũng không rõ sao giữa muôn ngàn địa điểm tôi lại chọn Sapa, và lại chọn đúng lúc cái rét ùa đến bao trùm, đông đặc trên từng nhánh cây, mỏm đá. Tôi chỉ biết, lúc tôi nhấc điện thoại đặt vé đến nơi này, là lúc tôi đã mệt mỏi đến rệu rã. Tôi vẫn nhớ, lúc bước vào phòng sếp đưa lá đơn xin nghỉ phép, gương mặt khó ở kinh niên của ông ấy cau lại thành những nếp nhăn, xô chồng lên nhau. Lời mắng nhiếc được lập trình sẵn tự động tuôn ra, cùng với cái lườm sắc lẹm. Nghỉ nghỉ cái gì? Cô có biết công ty bận rộn thế nào không mà đòi nghỉ? Tết nhất tới nơi rồi, còn không làm cho kịp xuất hàng. Cô tưởng hàng nó tự mọc ra ở trên truyền à? Ngày trước mỗi lần như vậy, tôi sẽ cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi, rồi cuối cùng là thất thểu đi ra. Chỉ có điều, lúc ấy sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong tôi đứt phụt, sau những tháng ngày bị bào mòn trong áp lực. Tôi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào sếp, dõng dạc nói từng từ một. Em không phải đến để được anh đồng ý, em đến để báo anh biết, em nghỉ nửa tháng. Còn anh muốn để ai làm cho hàng nó chạy thì tự đi mà sắp xếp, em không làm nữa, vậy thôi. Nói rồi, tôi quay lưng bước ra cửa, để mặc sếp tôi ngồi như hóa đá. Dường như vẫn chưa tiêu hóa nổi những lời như thế có thể được tôi, đứa nổi danh cả công ty về sự nhẫn nại và cam chịu. Tôi bước tới bàn làm việc, dọn dẹp đồ lại rồi đứng dậy ra về. Sếp tôi lúc bấy giờ dường như mới sực tỉnh, chạy vội lại níu tay tôi. Cô à, em định đi đâu? Em đi về, hết giờ làm việc rồi. Cái này đơn xin nghỉ, em từ từ được không? Công ty đang giai đoạn cao điểm, em xem... Không anh, 4 năm, em nhắc lại là 4 năm. Em đã làm việc như điên, ngày nào cũng ít nhất 12 tiếng chôn chân ở cái văn phòng này. Em không dám nghỉ một ngày, dù đang ốm mệt tưởng ngất. Giờ em không làm nổi nữa. Nói xong, tôi dứt khoát quay đi, sếp tôi quát giật lại. Đứng lại, nếu ngày hôm nay cô bước chân ra khỏi cái cửa phòng này, thì từ giờ trở đi, đừng có quay lại nữa. Tôi không thèm ngoái lại, chỉ nhếch miệng đáp, tùy anh. Nói xong, tôi xách túi đi thẳng. Bước ra bên ngoài, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời rồi hít thật sâu. Tháng 1, trời đã sang đông từ lâu, chỉ một màu trắng đục. Thỉnh thoảng những cơn gió mùa đông bắc lại quét qua, khiến người đi đường co lại vì rét. Vậy mà lòng tôi thoải mái tới lạ kỳ. Vừa đi được vài bước, điện thoại trong túi tôi réo vang. Tôi liếc mắt, là Khanh. Tôi áp điện thoại vào tai, chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng anh cằn nhằn. Anh bảo em đặt quà tặng mẹ cho tử tế cơ mà. Em mua cái gì vậy? Em nghe không hiểu anh nói, hay là em cố tình không cho lời anh nói vào đầu thế hả? Tôi không để Khanh nói xong, đã dập máy. Thuận tiện, cho luôn số của anh ta vào blacklist, block luôn cả Zalo, Messenger. Xong xuôi, tôi bật cười, rồi không ngừng được mà cười rũ rượi.
Ai mà ngờ, có một ngày chính tay tôi lại thẳng tay chặn mọi liên lạc từ Khanh. Ngày trước, hồi mới yêu nhau, ai cũng nói tôi tốt số. Khanh là chàng trai ưu tú nhất trong trường đại học. Đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi. Hệt như một chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi cô gái. Hay nói gần gũi hơn, anh giống một nam thần bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Mà tôi là cô bé lọ lem tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Vậy mà Khanh lại chú ý đến tôi. Ngày anh ngỏ lời yêu tôi, nữ sinh trong trường vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Tôi từng hỏi Khanh, anh yêu tôi vì điều gì? Khanh cũng ngẩn ra hồi lâu, rồi sau đó cười với tôi. Ừ nhỉ, anh yêu em vì điểm gì nhỉ? Chỉ biết yêu là yêu thôi. Ngày ấy, tôi không hề tự ái vì câu nói thật của anh, còn tự thấy mình may mắn. Bởi vậy, ở bên Khanh, tôi luôn là một cô người yêu bé nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời. Anh thích gì, tôi sẽ làm. Anh không thích gì, tôi cũng tự mình thay đổi. Yêu nhau 5 năm, tôi luôn bên cạnh anh như chiếc bóng, luôn tìm cách làm anh vui và sợ hãi khi thấy anh giận hờn hay thất vọng. Từ lúc nào, tôi đã luôn lấy suy nghĩ của Khanh làm quy chiếu cho mình. Khanh nói thích con gái truyền thống, thùy mị. Thế là tôi luôn mua những bộ váy dài qua gối, những chiếc áo dài tay hoặc sơ mi kín cổng cao tường. Khanh nói không thích con gái trang điểm đậm. Thế là tôi luôn chỉ ra đường với một chút son ở trên môi. Khanh bảo thích con gái tóc dài. Thế là tôi nuôi tóc tới thắt lưng. Dù nhiều lúc nóng đến điên người, hay mỗi lần gội đầu mất cả tiếng mà đầu vẫn chưa khô. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên đảo tay lái, rẽ luôn vào một quán cắt tóc ven đường. Lúc trở ra ngoài, tôi hài lòng ngắm mình với quả đầu bốp nhuộm màu xanh rêu đầy cá tính. Điện thoại tôi rung lên, tôi nhấc máy. Tiếng cái Nga, bạn thân của tôi vang lên lành lành. Tao mới gửi qua Zalo số điện thoại nhà anh Xính rồi đấy. Khi nào đến nơi, gọi người ta ra đón là được. Ừ, được rồi, tao cảm ơn. Mà sao tự nhiên mày lại đi du lịch vào cái thời điểm này? Tao nhớ mọi năm tầm này mày đang sắp mặt cơ mà. Mà lão Khanh cũng cho mày đi á? Chả sao cả, tự dưng muốn xách ba lô lên rồi đi thôi. Cuộc đời là của tao, cần gì ai cho phép. Này nói thật đi, mày làm sao thế? Công việc có vấn đề à? Hay là mày với lão Khanh lại cãi nhau? Tôi bật cười. Không, chỉ là tao đuối quá, cần nghỉ xả hơi để giặc lại pin. Thôi nhé, có gì mai tao gọi cho mày. Tôi cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, giờ đã là 10 giờ đêm. Bụng tôi ráo lên ủng ục. Lúc chiều ta làm nổi hứng sẽ vào quán làm tóc không kịp ăn. Khi ra ngoài trời đã tối muộn, tôi sẽ vào một quán phở ven đường. Nhìn bát phở bốc hơi nghi ngút một lúc, tôi với tay lấy lọ tương ớt bên cạnh chút vào. Tôi nhấp một ngụm nước dùng, vị cay nồng, nóng bỏng sộc thẳng lên mũi, làm tôi ho sặc sụa. Lâu lắm rồi tôi mới lại ăn cay. Khanh không thích ăn cay, anh bảo ăn như thế hại dạ dày. Nên từ ngày yêu anh, tôi không dám đụng vào một trái ớt. Giờ ngồi một mình, thưởng thức bát phở nóng hổi ngày đông với vị cay nồng đậm thấm vào đầu lưỡi, tôi thấy lòng khoan khoái đến lạ. Ăn xong, tôi đi tìm phòng nghỉ. Về nhà lúc này thể nào cũng đụng mặt Khanh với những lời cằn nhằn trách móc. Ngày mai tôi có một chuyến đi xa, cần một giấc ngủ ngon lành và tâm thái nhẹ tênh. Tôi đến Sapa vào buổi chiều. Xeo dữ đón tôi ở bến xe rồi chờ tôi về trên chiếc min khờ cũ. Nước sơn đã hơi mờ. Xe men theo những con đường đèo dốc ngoằn ngoèo, có chỗ dốc này cả người, có cả những chỗ đường hẹp phải nếp sát vào vách đá. Cuối cùng dừng lại trước một căn nhà gỗ 2 tầng, nằm quay lưng lại sườn đồi. Xeo dữ đẩy cánh cổng cũng bằng gỗ đã cũ, quay lại nhìn tôi cười. Chị vào đi, để em đi gọi bố. Xeo dữ năm nay mới 16, nhưng nhìn đã cao lắm. Nước da cậu hơi đen, mái tóc rậm rịt quan quan với nụ cười tươi rất ấm. Tay cậu xách hộ tôi chiếc ba lô, đôi chân thoăn thoắt bước vào trong, giọng đã vang khắp nhà. Bố ơi, chị Quyên bạn chị Nga tới rồi ạ. Nghe tiếng, bố Xeo dữ, Xeo Xính bước ra ngoài. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bối rối không biết chào thế nào cho phải, cuối cùng mới ấp úng. Chào anh, em là Quyên. Xeo Xính năm nay 35 tuổi, hơn tôi 9 tuổi. Xeo dữ gọi tôi là chị, còn tôi lại gọi bố cậu là anh, nghe hơi ngượng miệng. Nhưng bảo gọi người trước mặt bằng chú còn ngượng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành chật lưỡi. Thôi kệ vậy. Xeo Xính nhìn tôi cười thật hiền, rồi thân mật hỏi. Chào cô là bạn bác sĩ Nga ạ.
quý hóa quá, mời cô vào. Bác sĩ Nga dạo này thế nào? Vâng, Nga vẫn khỏe anh ạ. Chỉ là đợt này nó bận quá, không sắp xếp được thời gian cùng em về đây. Không sao, bác sĩ bận, cái này tôi hiểu mà. Năm ấy không nhờ bác sĩ Nga thì mẹ con cái dính chắc không còn nữa. Tôi mang ơn bác sĩ Nga nhiều lắm. Khi nào cô về, cho tôi gửi cho bác sĩ ít quà cảm ơn. Nói xong, Sào Xính bảo các con dọn cơm tối ra ăn. Cả nhà ngồi quây quần trong dàn bếp. Sào Xính và Sào Sử ngồi phía trước. Rồi đến A Mẩy, vợ anh và A Xính, cô con gái tròn 3 tuổi. Sào Xính nói tôi là khách, nên kéo tôi ngồi phía bên tay phải anh, còn rót rượu cho tôi. Cốc rượu nấu bằng ngô nếp nương, uống vào vừa cay vừa ngọt, sưởi ấm cả lòng người trong những ngày đông giá lạnh. Sào Xính bảo tôi, ngày mai là chủ nhật, A Lý, cô con gái cả đang học ở thủ đô sẽ về. Tôi nhìn anh, thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt khi nhắc về con, bỗng dưng nhớ bố tôi già xiết. Khi tôi thức dậy bước ra ngoài, cả nhà Sào Xính đều đã dậy. Chỉ có cô con gái 3 tuổi vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa. A Mẩy đang lúi húi nấu cháo ngô, xào thêm đĩa thịt lợn để bên cạnh. Thấy tôi, chị ngừng tay rồi cười chào tôi bằng giọng kinh hơi lơ lớ. Cô đã dậy rồi à, sao không ngủ thêm nữa? Em ngủ đủ rồi, ra đây xem có việc gì làm với chị. A Mẩy xua tay, bảo xong hết rồi. Vừa lúc Sào Dừ bước ra, thấy tôi cậu cười. Lát nữa em lên rừng lấy củi, lấy lá với bố, xong về em đưa chị đi chơi nhé. Em không đi học à? Tôi hỏi. Em vừa thi xong, được nghỉ mấy ngày. Sào Dừ vừa nhón tay bốc một miếng thịt đưa vào miệng, vừa lúng búng bảo tôi. Ăn sáng xong hai cha con lên núi, A Mẩy lấy ra mấy bộ váy thổ cẩm bắt đầu thêu. Tôi tò mò lại gần, nhìn chị cẩn thận trào chuốt thêu từng mũi. A Mẩy cười, để cho tôi một bộ kim chỉ và chiếc khăn nhỏ bảo tôi thử. Tôi nhận lấy, lúng túng sâu kim. Những sợi chỉ đầy màu sắc rực rỡ, óng ánh lần lượt xếp thành hình trên chiếc khăn màu xanh sẫm. Mẹ tôi ngày trước cũng hay thêu trên khăn lụa. Tôi ngày còn bé toàn ngơ ngẩn ngắm mẹ thêu những bông cúc, những cánh mai, cánh đào trên khăn. Nhưng càng lớn, những chiếc khăn càng bay dần xa khỏi tâm trí tôi, thay vào đó là những háo hức tò mò về thành phố lớn, lúc nào cũng rực rỡ lung linh đầy màu sắc. Giờ ngồi ở một nơi xa lắc, tự tay cầm kim thêu trên vải, tôi lại nhớ ra xiết những ngày đông giá, cuộn tròn bên cạnh ngắm mẹ thêu khăn. Tôi dường như còn ngửi thấy được cả hương bổ kết thơm thơm trên tóc mẹ. Ký ức ngày xưa ùa về, khiến tôi cay mũi, nghe trong lòng một miền nhớ thương khắc khoải dâng đầy. Hơn 9 giờ, Sào Dừ và bố cậu trở về nhà. Đặt bó củi to xuống hông nhà, Sào Dừ quệt dập mồ hôi trên trán bảo tôi. Chờ em một tí, em thay đồ rồi đưa chị đi chơi. Không sao đâu, chị còn ở đây lâu, em cứ nghỉ đi đã, lúc nào đưa chị đi cũng được. Ui giời, em không mệt đâu, chị đừng lo. Sào Xính đang rửa tay bên hiên nhà, cũng quay sang tôi cười đôn hậu. Kệ nó, thanh niên chân như con ngựa ấy, không ở nhà nổi lấy một lúc. Có cô đi cùng, tôi còn yên tâm hơn. Sào Dừ dẫn tôi vào chợ, mắt tôi như hoa lên, nhìn những cô gái dân tộc áo váy sặc sỡ như những bông hoa đầy màu sắc đang chuyển động. Những gian hàng treo đầy vải vóc, những bộ váy, những chiếc khăn thêu rực rỡ. Sào Dừ thấy tôi nhìn tới ngơ ngẩn bèn cười. Đẹp đúng không? Tôi gật đầu, cậu lại tiếp. Nhưng mà em nhìn chán rồi, em chẳng thích nữa. Thế em thích gì? Em thích chợ dưới xuôi hơn nhiều, toàn đồ đẹp, mặc vào trông như diễn viên trên TV ấy, thế mới oách. Tôi bật cười. Sao dữ giống tôi ngày xưa thế, cũng mộng mơ về những ánh đèn nơi phố thị, rồi mải miết chìm đắm trong xuôi ngược của dòng đời. Sao dữ còn trẻ quá, có lẽ phải mất một thời gian chìm nổi, cậu mới nhận ra những ánh đèn kia rực rỡ bao nhiêu, thì cũng lạnh lùng bấy nhiêu. Nó vĩnh viễn không ấm áp được bằng ánh lửa bập bùng bên bếp lò của mẹ cậu, ngày ngày nướng ngô nấu nước. Tôi lắc đầu, chỉ nói với cậu. Thành phố bon chen lắm, không yên bình như ở đây. Nhưng em thích, khi nào học xong, em sẽ xuống thành phố làm việc. Em không định học đại học à? Không, học nhiều đau đầu lắm. Em muốn bỏ lâu rồi, nhưng bố không cho. Bố dọa nếu bỏ học bố đánh cho nát xương. Chỉ cần học xong có bằng cấp 3 là em xuống phố xin việc. Nói xong, ánh mắt cậu sáng lên vì háo hức. Đi một lúc, Sào Dừ ấn tôi xuống một quán ăn trong chợ. Bà chủ quán cười hiền, bưng lên một bát canh thịt lợn nấu măng rừng, một đĩa thịt lợn cắp nách, một đĩa xôi tím. Sào Dừ bảo tôi. Chị ăn đi,
Sáng nay lấy củi giờ em đói meo rồi. Ăn xong em đưa chị đi lên chỗ tu viện cổ tha hồ chụp ảnh, đẹp cực. Tôi gật đầu, nhìn Dử cẩn quét đĩa thức ăn. Cảm giác thân thuộc như đang nhìn thấy em trai mình trước mắt. Chỉ có điều thằng bé khác Dử, nó cũng khác cả tôi. Nó yêu vùng đất mình sinh ra, yêu từng nhánh đào, cành quất bố tôi trồng bán Tết. Nó từng bảo với tôi, thành phố chả có gì hay, sống đau đầu lắm. Đến ngày hôm nay tôi mới biết, thằng bé thế mà hiểu đời hơn cả người sinh ra trước nó những mấy năm. Ăn xong, Sầu Dử dẫn tôi lên tu viện cổ. Bức tường đá ong đã cổ lắm, nằm phơi mình hứng nắng mưa đã ngả hẳn màu. Có lẽ hôm nay trời lạnh nên ít người tới tham quan. Tôi lấy chiếc máy ảnh ra từ trong ba lô, ngắm nét rồi bấm máy. Nền trời trắng đục làm tôn lên bức tường rêu lấm tấm, một khung hình sâu đít, đẹp say đắm lòng người. Tôi đứng đối diện với tu viện, một cơn gió thổi qua khẽ làm tung tấm khăn choàng trên tóc. Bỗng nghe tách một tiếng, tôi giật mình quay lại. Chàng trai lạ mặt phía trước lại bấm thêm vài kiểu ảnh nữa, mới dừng lại rồi nhìn tôi gãi đầu áy náy. Xin lỗi, tại cô đẹp và hợp với khung hình quá, nên tôi... Tôi bật cười, đã bao lâu rồi nhỉ mới có người khen tôi đẹp. Từ ngày yêu Khanh, những lời khen tôi nhận được chỉ là trông dễ thường lắm. Lần duy nhất tôi được khen xinh đẹp và quyến rũ là buổi tiệc tất niên năm đầu tiên tôi vào công ty. Hồi ấy tôi vẫn còn hăng hái, đầy sức sống nên hào hứng đăng ký làm MC dẫn chương trình cho buổi year-end party. Tôi trang điểm cầu kỳ, mái tóc lượn sóng nhuộm nâu, bộ đầm đuôi cá màu đỏ ôm sát lấy người. Nhưng lúc Khanh đón tôi, anh lầm lì suốt chặng đường về. Đến nhà, anh nói với tôi, anh thất vọng về tôi quá. Còn cả một chặng dài những điều tôi không nhớ hết. Lúc ấy, tôi vội vàng ôm lấy anh, nói tôi xin lỗi, nước mắt tràn ra làm nhòe hết cả phấn son. Từ sau hôm đó, tôi không bao giờ trang điểm nữa. Mái tóc nâu mới nhuộm cũng ngay lập tức được ép thẳng lại, nhuộm đen theo yêu cầu của Khanh. Tủ quần áo được lấp đầy bởi những chiếc váy dài quá gối, áo sơ mi dài tay, quần kaki thẳng tớm. Vậy mà lúc này, với quả đầu ngắn nhuộm màu, lại có người khen tôi xinh đẹp. Thấy tôi cười, chàng trai bước lại gần, chia chiếc máy ảnh ra trước mặt tôi. Cô xem, tôi không nói dối chứ. Tôi nhìn vào khung hình, rồi ngỡ ngàng thật sự. Cô gái trong ảnh có đôi mắt buồn mênh mang, nhìn đăm đắm về phía tu viện cổ, chiếc khăn quấn hững hờ trên tóc bay trong gió. Ánh sáng hắt từ phía sau càng khiến khung cảnh thêm phần mơ mộng. Những bức ảnh sau là ảnh cận cảnh khi cô ấy quay mặt lại với đôi mắt to tròn ngơ ngác. Tôi không dám tin vào mắt, hỏi lại bằng giọng hơi run. Đây là tôi. Chàng trai trước mặt gật đầu cười, rồi nói tiếp. Nếu cô không chê, có thể giúp tôi làm người mẫu ảnh trong ngày hôm nay được không? Tôi nhìn lại mình trong ảnh, ngẩn ngơ một lúc rồi đồng ý. Anh chàng trước mặt tôi chìa tay ra thân thiện. Tôi là Duy, nhiếp ảnh gia tự do, 24 tuổi, rất vui được quen biết cô. Tôi nhìn bàn tay to rộng đang chìa ra trước mặt, ngần ngừ một chút, rồi cũng đặt tay mình vào đó. Giữa trời đông mà tay cậu ấm lạ lùng. Tôi là Quyên, 26 tuổi, đang thất nghiệp, cũng rất vui được làm quen với cậu. Trông cô trẻ thế mà đã 26 tuổi rồi à? Phải, nên đừng có gọi tôi là cô, gọi chị đi. Tôi cười đáp lại. Và lúc ấy, Sèo Dử đi tới bên cạnh tôi, thấy Duy cậu ngơ ngác. Bạn chị à? Ừ, bạn mới quen, anh ấy tên Duy. Còn đây là Sèo Dử, hướng dẫn viên tình nguyện của tôi ngày hôm nay. Duy chìa tay ra bắt với Sèo Dử, còn nháy mắt cười. Cho anh mượn chị ấy ngày hôm nay nhé. Sèo Dử hơi ngần ngừ, đọc được sự do dự và lo lắng trong mắt cậu. Duy bật cười. Cậu đưa tay vào trong ba lô, lấy ra chứng minh thư đưa cho Sèo Dử. Đây là chứng minh thư của anh, em giữ lấy. Còn nữa, đây là ảnh chân dung của anh, đằng sau có ghi số điện thoại. Nếu chiều nay anh không đưa chị em về, em cứ việc báo công an, nhé. Sèo Dử nhận lấy, nhưng vẫn lo lắng nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy cảm động quá. Mới quen biết chưa lâu mà thằng bé quan tâm đến tôi thật sự. Tôi bất giác xoa đầu nó. Không sao đâu, em yên tâm đi. Chị biết võ đấy. Anh ta dám làm gì thì chỉ có nước đi bệnh viện thôi. Sèo Dử khẽ gật đầu, nhưng vẫn không quên dặn lại. Có gì thì gọi điện cho em nhé. Tôi bật cười, nhìn thằng bé vừa đi vừa ngoái đầu lại trông chừng. Duy đứng cạnh tôi chép miệng. Trông tôi không đáng tin đến thế cơ à? Trên mặt cậu có viết chữ đáng tin sao? Tôi trầm chọc.
Tiếc là đảng và nhà nước không tổ chức thi lấy bằng người tốt. Nếu không tôi đã in rồi đeo luôn trên cổ để chứng minh rồi. Duy nhăn mặt, rồi đột ngột hỏi tôi bằng giọng nghiêm túc. Nói vậy, chị cũng không tin tôi sao? Dù sao, Dẻo Dừa cũng đã cầm chứng minh thư và ảnh của cậu rồi. Tôi nghĩ có thể yên tâm được. Hơn nữa, tôi cũng chụp ảnh cậu gửi cho bạn tôi rồi. Nếu tôi không về, chắc ngày mai cậu sẽ nổi tiếng trên khắp các trang mạng. Duy giơ hai tay ra dấu đầu hàng, rồi bảo tôi. Đúng là làm người tốt không dễ. Không, làm người tốt rất dễ, nhưng để người ta tin mình là người tốt mới khó. Tôi phản bác. Duy bật cười, rồi giơ ngón tay cái lên. Cậu bảo tôi. Vậy giờ đi chụp ảnh nhé, chị cũng phải cho tôi cơ hội chứng minh mình là người tốt chứ. Thế là tôi đi theo Duy. Rất tự nhiên, không một chút băn khoăn, do dự. Tôi cũng không cần tạo dáng, cứ thế đứng thả mình một cách hồn nhiên nhất trên mảnh đất Tây Bắc xa xôi. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy mình tự do đến thế. Đứng giữa đất trời bao la, khoảng hết mọi gánh lo đi để hồn nhiên như con trẻ. Tôi và Duy không chỉ dừng chân ở tu viện cổ. Cậu chở tôi đi trên chiếc xe máy cậu thuê ở trung tâm thị trấn, len lỏi men theo những cung đường ngoằn ngoèo khắp Tà Phìn. Dừng chân lại bất cứ nơi đâu cậu thích, chụp bất cứ nơi nào chúng tôi thấy đẹp. Chơi chán, đến chiều tối, Duy chở tôi về đầu bản. Lúc chia tay, cậu hỏi tôi. Hôm nay tôi rất vui, ngày mai chị có muốn đi tiếp không? Tôi sẽ chở chị đi các bản khác, cũng đẹp lắm. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý. Duy vẫy tay chào tôi, rồi nổ máy phóng đi. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc xe lắc lư, sóc này xa dần trong bóng chiều chạng vạng một lúc, rồi mới chậm chậm thả bước về. Đến nhà, bầu không khí im ắng kỳ quái cùng gương mặt đỏ lừ của Xẻo Xính, đôi mắt ngân ngấn nước của A Mẩy làm tôi ngơ ngác. Bên trong buồng, tôi liếc thấy một cô gái trẻ măng đang ngồi bên giường tấm tức khóc. Thấy tôi, A Mẩy lau vội nước mắt, đứng dậy nói. Cô đã về, để tôi đi nấu cơm. Ali, đi xuống bếp với mẹ. Gương mặt Xẻo Xính cũng giãn ra, không còn co có như trước nữa. Anh cười gượng hỏi tôi. Hôm nay cô đi chơi có vui không? Vui lắm ạ. Tôi đáp, rồi ngừng một lúc mới e dè hỏi. Con gái anh về à? Xẻo Xính khẽ gật đầu, rồi kín đáo thở dài. Tôi không biết nói gì thêm, đành đổi chủ đề. Xẻo Dừ đâu anh? Nó có bạn từ thị trấn về, hai đứa đi chơi rồi, chắc không về ăn cơm đâu. Tôi không hỏi nữa, vì gương mặt Xẻo Xính vẫn còn hằn lên những nỗi lo âu, buồn bực. Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần cạnh bếp lửa, nhưng chẳng ai nói với nhau lấy một lời. Tối vùng cao mù sương, lạnh lắm nên cả nhà đi ngủ sớm. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, chợt màn hình điện thoại sáng lên là tin nhắn từ Duy. Chị ngủ chưa? Nói chuyện một lát nhé. Hôm nay đi nhiều nhưng lại chưa hỏi được nhiều về chị. Tôi bật cười, ngón tay cũng lướt trên màn hình điện thoại. Tôi nằm nghe Duy kể về những vùng đất cậu đã đi qua, những con đường cậu đã đến. Và rằng cậu cũng từng làm việc trong một công ty lớn, ngồi 8 tiếng đồng hồ trong căn phòng điều hòa mát lạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cũng từng sấp mặt chạy cho kịp deadline. Đến một ngày, Duy nhìn qua cửa sổ, thấy bên ngoài nắng rất vàng và trời rất xanh. Thế là cậu bỏ lại tất cả sau lưng, vác ba lô lên và đi. Duy nói, cậu làm việc cho các tòa báo, vừa đi vừa chụp lại những khoảnh khắc có thể khiến người ta phải say lòng, chỉ cho một ánh mắt. Tôi trêu cậu, cứ đi miết mải như thế, không sợ bạn gái bỏ à? Duy im lặng một lát mới bảo, cậu cũng đang tìm một chốn dừng chân. Đi nhiều quá, cũng thấy lòng cô đơn đến hoang hoải. Nhiều lúc thèm một cái ôm, một cái liếc mắt giận hờn. Mà duyên chưa đến, nên cuối cùng vẫn lang thang như con gió vô định. Tôi buông điện thoại, xúc mình vào trong chăn, nằm nghe gió bên ngoài u u thổi. Đột nhiên nhớ đến nao lòng những đêm thơ bé, nằm trong vòng tay bố mẹ, hít căng lồng ngực mùi hương bưởi trên tóc mẹ thơm thơm, rồi vòng tay bố ôm gọn tôi ấm sực. Giờ này chắc mẹ chưa ngủ, vẫn còn đang ngồi cặm cụi tèo nốt những bức tranh Tết người ta đặt từ trước. Còn bố vẫn đang tranh thủ ra vườn đào qua những cây quất cây đào đang ủ nụ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ sớm. Ở đây được vài ngày, tôi đã quen với việc thức từ lúc nghe tiếng gà rừng gáy sáng, thảnh thơi ngắm bầu trời chuyển dần từ màu tối sẫm sang màu hồng phớt. Hồi còn ở thành phố, tôi chỉ chịu thức dậy khi tiếng chuông báo trong điện thoại cáo kỉnh vang lên, rồi cuống cuồng chuẩn bị. Cuống cuồng leo lên xe, lèn lách giữa những dòng người cũng đang vội vã giống tôi. Tôi vào bếp giúp A Mẩy nấu bữa sáng. Ali cũng đã dậy, cô bé lặng lẽ dọn bát đũa, trên gương mặt vẫn còn nét buồn bực, giận dỗi chưa tan. Một lúc sau, Xẻo Xính và Xẻo Dừa cũng bước lại. Xẻo Xính nói với Ali,
Lát con đưa chị Quyên đi thăm chỗ tắm lá nhà bác Bẩn, rồi qua chỗ dệt thổ cẩm nhà chú Y Lù. Hôm nay con có hẹn bạn rồi, không đi được. An Nỉ từ chối. Không bạn bè gì hết, mày định đón thằng đấy về đây chứ gì? Tao cấm. Sao Xính đột ngột quát, khiến tôi cũng giật mình, vội vàng nói. Không sao, bạn em hôm nay tới đón em đi chơi rồi, không phải phiền An Nỉ đâu ạ. Xèo Dừ vừa ăn cơm, vừa nhìn tôi cười khúc khích. Cái anh hôm qua hả chị, chồng cũng được đấy. Xèo Xính ngạc nhiên hỏi, anh nào, tôi tưởng cô lên đây một mình. Vâng, bạn em mới quen thôi ạ. Tôi nói cô đừng giận, cô là bạn bác sĩ Nga, cô ấy nhờ tôi để ý cô khi lên đây, nên tôi cũng phải có trách nhiệm quan tâm cô. Nhỡ có chuyện gì, tôi không biết nói sao với bác sĩ. Tôi nói thật, mấy người bạn mới quen ấy, mình phải cẩn thận. Chẳng ai biết người ta tốt hay xấu, đàn bà con gái đừng nên tin người quá. Vừa nói, Xèo Xính vừa liếc mắt về phía con gái. A Lì đang ăn cơm, nghe vậy bèn buông đũa đứng dậy đi vào buồng. Xèo Xính định đứng dậy theo, A Mẩy đã cản lại. Ăn cơm đi, còn cô Quyên ở đây này. Nghe vậy, Xèo Xính mới bắt đắc dĩ ngồi xuống, bữa cơm cũng vì thế trở nên gượng gạo hơn. Ăn xong, hai bố con Xèo Xính đi cắt cỏ về cho Châu ăn, rồi buộc lại những tấm bạt quây chuồng cho Châu không bị rét. Tôi về phòng dọn ít đồ cho vào ba lô, rồi lững thững đi bộ ra đầu bản, chờ Duy tới đón. Đang đi, Châu nhìn thấy A Lì đang cùng một cậu thanh niên lôi lôi kéo kéo. Chàng trai mặc quần áo truyền thống của người da màu sẫm, cúc bạc, cổ tay theo hoa văn sặc sỡ, đối lập hẳn với A Lì quần jean, giày cao gót. Hình như hai người đang cãi nhau. A Lì giật tay khỏi chàng thanh niên, rồi bực bội đi thẳng, để lại chàng trai đứng lặng lẽ nhìn theo. Tôi còn đang ngơ ngác, dõi theo hai người trước mặt, một bàn tay đã vỗ bộp lên vai, làm tôi giật mình. Sao Dử nhìn tôi cười tinh nghịch. Bạn chị chưa đến à, sao lại ra đây, nhìn gì mà chăm chú thế? Tôi đưa tay chỉ chàng trai vẫn còn đang ủ rũ phía trước, hỏi Sao Dử. Kia là ai thế, chị thấy hình như vừa cãi nhau với A Lì nhà mình. Sao Dử ngước lên, nhìn theo ngón tay tôi, rồi lại cười. À, anh sành báo nhà ông Lũ, anh ấy thích chị em lâu lắm rồi, nhưng chị Lì đi học xa, chả thích. Mà đúng hơn, chị Lì chả thích ai ở đây cả. Tôi e dè hỏi dò Xèo Dử, bố em với chị Lì đang có chuyện à? Hay, chị ấy bảo có người yêu ở thành phố, còn bảo muốn lấy anh kia, nhưng bố em không đồng ý. Chị em còn đang đi học mà. Thế bố mới giận, bố bảo ở cái bản này ít người học cao như chị ấy lắm. Ngày trước, bố em không định cho chị đi học xa thế đâu, nhưng sau nghe lời bác sĩ Nga nên bố mới cho chị ấy đi đấy. Bố bảo sau này muốn chị Lì cũng giống như bác sĩ, có thể cứu được người trong bản. Thế mà chị ấy đi học mới được một năm đã định bỏ. Mẹ em cũng không đồng ý, nhưng không gay gắt như bố. Em thì sao? Em thì thế nào cũng được, miễn là chị ấy vui. À, hôm qua chị ấy cho em cái điện thoại mới, có cả Facebook nữa. Chị ấy bảo anh người yêu chị ấy mua trò đấy. Nói rồi, Xèo Dử hào hứng lôi từ trong túi chiếc iPhone 6 ra khoe với tôi, còn cho tôi xem ảnh A Lì chụp với người yêu trong máy. Trong ảnh là một anh chàng tóc xoăn phẩy lai đang ghé môi vào má A Lì. Xèo Dử chép miệng nói tiếp. Anh báo với chị A Lì ngày trước chơi thân với nhau lắm, nhưng từ hồi chị Lì đi học, chị ý chẳng chơi với anh ấy nữa. Bố anh ấy giục lấy vợ mấy lần rồi, anh ấy toàn lắc đầu. Có lần còn cãi nhau với bác Lũ nữa, cuối cùng bác ấy phải chịu thua đấy. Tôi thở dài, nghe nỗi buồn không tên đang mơn man trong lồng ngực. Xèo Dử lại vỗ vai tôi. Thôi em về trước đây, tí nữa bạn em đón xuống thị trấn. Tôi gật đầu, nhìn cậu rảo bước dài trên đường, bụi hơi vẩn lên sau những bước chân. Chợt tiếng còi xe bim bim khiến tôi giật mình. Tôi ngước lên, thấy Duy ngồi trên xe cười thật tươi. Sao thế, chờ tôi tới ngơ ngẩn à? Tôi lắc đầu, leo lên ngồi sau Duy trầm trọng. Có ai nói cậu bị bệnh tự luyến ở giai đoạn cuối chưa? Đây không phải là tự luyến, mà gọi là tự tin. Tôi tự tin vào sự hấp dẫn của bản thân. Đúng đúng, sự hấp dẫn tiềm ẩn, ẩn sâu quá, nên tới giờ chưa có cô gái nào khám phá nổi. Chị đúng là có cái tài năng làm tổn thương những tâm hồn mỏng manh đấy. Duy bất mãn, còn tôi thì bật cười. Nhưng chỉ một giây sau, bỗng thấy lòng như có sẩm đâm. Là tôi bị tổn thương đấy chứ. Vắt hết sức mình vì công việc suốt mấy năm, đổi lại những lời sắc mỏng từ người sếp lúc nào cũng luôn cau có. Yêu một người đến mất cả tự tin, dành những năm tháng đẹp nhất của thời con gái, đổi lại những vô tâm, cằn nhằn, trách móc. Bỗng nhiên thấy có lỗi với bản thân mình biết bao nhiêu. Tôi vòng tay, tự ôm lấy mình thay cho lời xin lỗi.
Duy cảm giác tôi co người lại, bèn quan tâm. Chị Lạnh à, chờ chút, tôi sẽ vào chợ mua cho chị thêm cái áo khoác nhé. Tôi lắc đầu bảo không cần. Duy không hỏi nữa, im lặng chờ tôi lên thị trấn. Tới chân núi Hàm Rồng, hai đứa chúng tôi đi mua vé, rồi bắt đầu leo lên núi. Đi qua vườn lan, vườn đào, rồi trèo một mạch tới sân mây cổng trời, chúng tôi đã có cơ man nào là ảnh. Tôi đứng tựa vào hàng rào sắt, phóng tầm nhìn xuống bên dưới. Mây trắng bay bảng lẳng, con Sapa ẩn hiện bên dưới khiến tôi thư thái. Tôi thở dài, tiếc cho mình không đến sớm hơn. Duy nghe tiếng bước lại gần hỏi. Chị hình như đang có tâm sự à? Tôi lắc đầu. Tâm sự gì đâu, chỉ là nuối tiếc bản thân mình đã để lãng phí một khoảng thời gian không hề ngắn cho những việc không hề xứng đáng. Ai cũng thế cả thôi, chị đừng nghĩ nhiều làm gì. Quan trọng là nhận ra được và bù đắp bằng quãng thời gian phía sau. Chứ hối tiếc hơn cả là biết mình đã sai mà còn tiếp tục lún sâu vào. Tôi im lặng, Duy thấy vậy bèn vỗ vai tôi. Vẫn còn ấm ức hả, muốn giả không? Nói rồi, trước con mắt ngạc nhiên của tôi, Duy lấy tay bắc loa hét thật to. Dung, chị đúng là bà già khó nết không ai chịu nổi. Tôi ngơ ngác hỏi, Dung là ai vậy? Chị gái tôi. Duy nhún vai, suốt ngày cằn nhằn bảo tôi lông bông, lúc nào cũng chỉ rình rập mai mối bắt tôi lấy vợ. Tối nào đi làm về cũng phải rẽ vào phòng tôi đến chục lần, dọn cái nọ, chê cái kia, phiền chết lên được. Tôi bật cười. Duy thấy vậy bèn hỏi tôi, chị muốn thử không? Giả stress hiệu quả phết đấy. Tôi gật đầu, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành trên núi, đột ngột hét to. Minh, anh là đồ khó ưa, lúc nào cũng chỉ biết phàn nàn, la mắng người khác. Chúc anh một ngày không xa sớm bị nghiệp quật. Duy chờ tôi hét xong, thở lấy hơi mới tủm tỉm hỏi. Minh là ai thế? Sếp tôi. Bị đì dữ lắm hả? Nên mới ôm một bụng ấm ức lên tận đây xả. Tôi gật đầu, lại hét tiếp. Khanh, anh là đồ khó hiểu, thần kinh nhất thiên hạ. Lại sếp nữa hả? Không, bạn trai tôi. Duy hơi ngừng lại, rồi lắc đầu bảo tôi. Số chị thật là thảm. Phải, thật thảm. Tôi thừa nhận, nhưng thảm nhất là tôi lại cam chịu suốt bao năm liền. Thế giờ không cam chịu nữa à? Ừ, hôn lên rồi. Tôi cười đáp. Đi hết ngọn núi, Duy dẫn tôi đi ăn. Hai chúng tôi xả vào quán ăn ven đường, mỗi đứa tay cầm xiên thịt nướng, vừa ăn vừa hít hà. Mùi thịt nướng thơm lừng, thơm cả vị cơm lam dẻo ngọt, làm tôi ăn không biết điểm dừng. Duy vừa ăn vừa trêu tôi. Nhìn chị như bị bỏ đó suốt mấy chục năm rồi ý. Nói rồi, cậu rút trong túi ra chiếc khăn tay, chùi nhẹ bên mép tôi. Tôi sững sờ, hành động nhỏ nhặt này của cậu khiến tôi nhớ lại năm trước, Khanh đưa tôi về ăn cơm với mẹ của anh. Tôi đã giữ ý nhiều lắm, nhưng tối hôm sau, anh bảo mẹ anh chê tôi ăn uống kém duyên. Thì ra trong lúc tôi không để ý, có một hạt cơm dính bên mép. Tôi lúc ấy không biết nói gì, chỉ cúi gằm mặt vì xấu hổ. Khanh cũng không an ủi tôi, còn giảng giải thêm một tràng những nguyên tắc của mẹ. Nếu lúc ấy anh để ý tới tôi một chút, có lẽ sẽ nhẹ nhàng nhặt giúp tôi hạt cơm ra. Tôi chua chát, càng nghĩ càng thấy mình sao thật ngốc. Từ lúc nào đã phải sống theo cái nhìn của người khác. Duy thấy tôi bần thần, lại nói. Tôi làm chị ngại à, không sao đâu, cứ thoải mái ăn đi, tôi thích thấy chị tự nhiên hơn. Tôi bật cười, cô không thèm nhớ lại chuyện cũ nữa, thoải mái cắn xé sâu thịt. Tôi gọi thêm cả rượu uống cùng. Vị men cay xè xông thẳng vào trong cổ họng, khiến tôi phải chắt lưỡi hít hà mãi. Duy đột nhiên bảo tôi, chị dễ thương thật đấy. Giờ cậu mới nhận ra à, muộn quá. Tôi phì cười, chị bị tự luyến rồi đấy. Duy bĩu môi, xin lỗi, tôi bị lây từ cậu, nhưng vẫn ở thể nhẹ, có thể chữa được. Duy cười to, rồi chạm cốc với tôi. Chúc mừng vì sự dễ thương của chị và vì bệnh tự luyến của chúng ta. Tôi uống cạn cốc rượu. Thấy men say đang thấm dần trong từng mạch đập. Lúc xuống núi trời đã ngả về chiều, đang lững thững đi cùng Duy, một bóng dáng quen thuộc chợt hiện ra trong tầm mắt, khiến bước chân tôi hơi khựng lại. Là A Lỷ. Chàng trai bên cạnh có mái tóc xoăn phẩy lai, chính là người bạn trai trong ảnh mà sáng nay Sèo rủ cho tôi xem. Lúc nãy ở trên núi, tôi nhận được điện thoại của Sèo Xính. Anh hỏi tôi có nhìn thấy A Lỷ ở thị trấn không? Nghe giọng anh buồn chồn, tôi cũng thấy lo lo, sợ A Lỷ giận anh lại bỏ nhà đi. Không ngờ lúc xuống núi lại gặp cô bé ở đây thật.
Tôi vội gọi to, "A Lị!" Cô bé quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì hơi giật mình, tách khỏi vòng tay của cậu trai bên cạnh. Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai A Lị hỏi khẽ, "Em đi đâu lên đây vậy? Lúc nãy bố em gọi cho chị, hỏi có gặp em không? Trời sắp tối rồi, em về nhà đi cho bố đỡ lo." A Lị gạt bàn tay tôi khỏi vai, lạnh nhạt đáp, "Em biết rồi, chị không phải lo." Nói rồi, cô bé kéo bạn trai bước qua tôi. Cái nhếch mép cười của cậu ta lúc lướt qua tôi khiến lòng tôi trào nên nỗi lo lắng mơ hồ. Duy thấy tôi đứng bần thần nhìn theo bóng hai người xa dần, hít nhẹ vào khuỷu tay tôi. "Ai thế?" "Con nhà chủ nhà tôi đang ở, cô bé và bố giận nhau." "Thế sao nhìn mặt chị nghiêm trọng thế?" "Tôi sợ cô bé bị người ta lừa gạt." "Không hiểu sao, nhìn cậu trai đi cùng, tôi cứ thấy không yên tâm." Duy liếc theo bóng người phía trước, rồi bảo tôi, "Thế mà chị lại yên tâm đi với tôi, nghĩa là trong mặt tôi cũng không đến nỗi đều, đúng không?" Tôi bĩu môi, "Lại tự luyến, tôi khác, A Lị khác. Dù sao tôi cũng hơn con bé một nhúm tuổi rồi, đời cũng vật tôi không ít, nên đừng nghĩ tôi dễ bị lừa." Duy bật cười, nhìn sắc trời không còn sớm, Duy bảo tôi, "Hay tối nay chị ở lại đây, thuê phòng nghỉ tạm. Ngày mai tôi lại đèo chị đi tiếp mấy bản nữa." Tôi gật đầu. Duy dẫn tôi đến một khách sạn nhỏ nằm gần nhà thờ đá. Khách sạn của Duy thì cách đó không xa, nên cậu hẹn tôi tầm 7 giờ sẽ qua đón đi ăn. Duy đi rồi, tôi gọi điện cho Xèo Xính, báo anh tối nay không về để anh khỏi lo. Cũng kể với anh việc gặp A Lị trên thị trấn. Nghe tiếng anh thở dài, cũng thấy buồn theo. Chợt nghĩ, ngày xưa cũng từng có lần tôi dỗi bố, bỏ sang nhà bà ngoại nằm tấm tức khóc một mình. Có lẽ, ngày ấy lòng bố cũng buồn nhiều như Xảo Xính bây giờ. Khi tôi tắm xong, cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ trên tường điểm 7 giờ. Tôi bước xuống sảnh khách sạn, đã thấy Duy chờ sẵn. Duy dẫn tôi vào một quán lẩu cá tầm. Trời mùa đông rét buốt, ngồi bên nồi lẩu cá nóng hổi nghi ngút khói, uống một chén rượu mật đỏ, nhâm nhi vị cay cay tràn chát dầm gian nơi đầu lưỡi. Trong lòng có biết bao là thoải mái. Duy nhìn tôi uống rượu, nhắc nhẹ, "Rượu này nhìn vậy mà dễ say lắm, chỉ uống ít thôi." "Tửu lượng của tôi không thấp đâu." Tôi cười, nghĩ bụng, không hề thấp một chút nào, chỉ là tôi ít uống mà thôi. Duy hỏi tiếp, "Chị không sợ say à?" "Tôi say thì cậu sẽ làm gì tôi sao?" "Tôi xin, tôi sợ chị say sẽ không chống lại sức hấp dẫn của tôi." Duy vội vàng xua tay. "Này, tôi có bạn là bác sĩ đấy. Để tôi bảo bạn tôi đặt chỗ cho cậu trong bệnh viện để chữa bệnh ảo tưởng quá độ nhé. Tôi là người tốt, để cậu đi lang thang bên ngoài thế này cũng thấy không yên tâm." "Chị là đang quan tâm tôi đấy à? Hay, làm người mà có sức thu hút quá cũng khổ." Tôi đỡ chán. "Bệnh này của cậu hết thuốc chữa thật rồi, tôi đầu hàng." "Nói đùa thôi, nếu chị say, tôi sẽ đưa chị về tận nơi. Dù sao, gặp nhau ở nơi này chúng ta cũng gọi là có chút duyên phận." Chiếc đũa đang cầm trên tay tôi khẽ run. Tôi nhớ lại, có một lần đi ăn lẩu cùng bạn, tôi vì nể mặt mọi người mà nhấp một ngụm rượu. Lúc ấy ánh mắt Khanh quét qua tôi thật sắc. Anh nói với tôi, anh ghét nhất là con gái mà rượu chè, còn nói nếu tôi say thì tự tìm cách mà về cho biết sợ. Vậy mà ở nơi này, một chàng trai tôi mới quen lại nói với tôi những lời có thể khiến lòng người ta ấm áp. Tôi cũng cười bảo Duy, "Ừ, tôi tin cậu." Ăn xong, Duy đưa tôi vào quán cà phê nghe nhạc. Lúc chúng tôi đến, quán vẫn chưa đông khách lắm. Trên sân khấu, có một ca sĩ đang ôm đàn, giọng anh rất ấm, đều đều lan vào từng góc quán. Người ca sĩ hát xong, Duy đứng dậy bước lại sân khấu thầm thì, nhận lấy cây đàn guitar từ tay anh ấy. Cậu chỉnh xem một chút rồi nhẹ nhàng cất giọng. Giọng Duy thật êm, như thủ thỉ, vỗ về, hòa theo từng tiếng guitar dịu dàng. Tôi ngồi dựa vào ghế, nhìn lên sân khấu, cảm giác không gian và thời gian như dừng lại. Chỉ còn lại Duy cùng giọng hát thật êm trôi trên từng giọt đàn rất ngọt. Duy hát xong,
tiếng vỗ tay vang lên khắp trong quán. Cậu trà đàn lại, rồi kéo ghế ngồi xuống hỏi tôi. Sao, thấy tôi hấp dẫn không? Tôi giơ ngón cái lên thay lời khen ngợi, rồi cũng đứng dậy tiến lại phía sân khấu. Nhận chiếc đàn từ tay người ca sĩ, tôi khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh. Tôi đánh thử một hai nốt, chỉnh lại dây một chút, rồi bắt đầu gảy đàn. Tôi hát say sưa, như chưa từng được hát, thả mình trôi theo tiếng guitar. Đã bao năm rồi tôi chưa hát, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Những giờ làm việc quay cuồng, những bản báo cáo chất chồng, những bữa ăn vội vã khiến tôi quên mất mình đã từng ngồi ôm đàn nghêu ngào hát. Ký ức những năm đầu sinh viên ùa tới, tươi mát và trong trẻo, nhắc tôi nhớ những lần cùng bạn bè đi dã ngoại. Trong ánh lửa trại bập bùng, tôi ôm đàn hát, tự do, không âu lo và lòng đầy hạnh phúc. Lúc tôi hát, Duy bước lên sân khấu, trên tay là những bông hồng đỏ rực. Tôi cười, lấy ở đâu mà nhanh thế? Duy chỉ tay ra phía ngoài cửa, một cô bé dân tộc tay ôm giỏ hoa đang mời khách. Cậu bảo tôi, chị đúng là biết cách làm người khác bất ngờ, tôi bắt đầu ghen tị với bạn trai chị đấy. Cậu còn bất ngờ nhiều, tôi chẳng hề khách khí. Nghĩa là tôi còn có nhiều cơ hội tìm hiểu chị à? Khả năng suy diễn của cậu cao thật đấy, tôi nói thế bao giờ? Duy im lặng nhìn tôi, một lúc lâu mới thốt lên, tiếc thật đấy. Tôi nhìn vào mắt Duy, ánh mắt ấy trở nên nghiêm túc, không còn cợt nhả như trước, khiến tôi bối rối quay đi. Định dục Duy về, đột nhiên nhìn thấy cậu thanh niên ban chiều đi cùng A Lỉ, đang khoác vai một cô gái tóc nhuộm vàng hoe, bước vào quán. Tôi kéo tay Duy đi xuống, rồi đi vòng ngồi vào bàn phía sau hai người đó. Giữa hai bàn có một chậu cây cảnh, trong quán đèn không quá sáng, nên khi tôi và Duy ngồi xuống, hai người kia cũng không hề để ý. Vài phút sau, một người phụ nữ đẫy đà trung tuổi cũng đến ngồi xuống trước mặt cậu kia. Mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi phải cau mày. Bà ta vừa ngồi xuống đã vội hỏi luôn. Thế nào, bao giờ giao hàng? Bà chị vội gì, con bé kia nó mềm lắm, em nói cái gì cũng tin. Sớm muộn gì em trả giao cho chị, đợi em trở với nó vài ngày đã. Gã trai vừa lấy điếu thuốc, châm lửa hít một hơi, rồi nhếch mép cười đều cáng. Tôi nghe phẫn nộ trào lên trong ngực, định đứng dậy, nhưng Duy đã nắm tay tôi kéo lại. Cậu ra dấu im lặng, tôi dằn lòng ngồi xuống nghe tiếp. Thấy người phụ nữ kia cáu kỉnh đáp. Không được, chị đã có khách đặt trước, cán bộ dưới xuôi, muốn tìm gái trẻ, còn trinh trắng để giải nghiệp. Chiều tối mai người ta tới nơi rồi, mày mà động vào con bé đó, đừng có trách. Được rồi, không động thì không động. Em nói cho chị biết, mối này em giao cho chị là hàng xịn đấy. Chuẩn gái người giao, lại là sinh viên trên Hà Nội, chị phải trả công em gấp 3 lần hàng thường. Tôi run lên vì giận dữ, nghe hai kẻ kia cò kè mặc cả với nhau. Duy một tay nắm lấy tay tôi, một tay khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, ra hiệu nghe tiếp. Tôi thấy người phụ nữ ném lên bàn một xấp tiền, không kiên nhẫn nói. Đây là tiền cọc, phần còn lại xong việc chị trả nốt. Nhớ, ngày mai đúng 4 giờ, giao hàng ở quán Sen Hồng. Nói xong, chị ta đứng dậy đi luôn ra ngoài. Gã thanh niên nhặt cọc tiền trên bàn lên, thỏa mãn đếm, hôn chụt lên má cô gái tóc vàng bên cạnh. Tôi ngồi bất động, nhìn hai người ôm eo nhau ra khỏi quán, ngực phập phồng vì giận dữ. Duy hỏi tôi, giờ chị định thế nào? Tôi sẽ gọi điện cho Xẻo Xính, báo anh ấy mà nhất định không được để A Lỉ ra ngoài. Chị ngăn A Lỉ được ngày mai, nhưng còn những ngày khác thì sao? Chị có đảm bảo cô bé không bị lừa lần nữa không? Tôi á khẩu, Duy lại nói tiếp. Tôi có bạn là công an ở đây, chuyện này để tôi giúp một tay. Bây giờ tôi đưa chị về, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn có sức an ủi với đưa A Lỉ về nhà. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Chị đã tin tưởng mà đi với tôi, vậy thì hãy tin tôi tiếp lần này. Tôi xin đảm bảo sẽ giúp A Lỉ bình an trở về nhà. Duy cầm lấy tay tôi thật chặt, đôi mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc. Tôi bất giác gật đầu, cũng không biết tại sao. Tự đáy lòng bắt đầu ỉ lại chàng trai trước mắt. Tôi trở về khách sạn khi kim đồng hồ đã vượt qua con số 10.
Tôi nằm xuống giường nhưng vẫn không sao ngủ nổi. Đến gần sáng mới mơ màng thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy A Lị đầy nước mắt nói với tôi: "Chị ơi, cứu em." Tôi vội vàng chạy lại, mà chạy mãi, vẫn không thể đến gần. Theo lúc A Lị biến mất, tôi giật mình vùng dậy, mồ hôi đã ướt đẫm trán. Nhìn đồng hồ mới 7 giờ, tôi mệt mỏi nằm xuống, nhưng cũng không thể nào chợp mắt được. Giấc mơ vừa nãy chân thật quá, khiến lòng tôi như có lửa, cứ phấp phồng không yên. Đến 8 giờ, Duy tới khách sạn rủ tôi đi ăn rồi bảo: "Ngày hôm qua, tôi quay lén được cảnh hai người kia nói chuyện. Đoạn video ấy tôi giao cho bạn tôi rồi. Cậu ấy nói cấp trên đã lên phương án, chúng ta có thể yên tâm được rồi." Tảng đá treo trong lòng tôi được gỡ xuống. Tôi thở vào một hơi rồi ngẩng lên hỏi Duy: "Cậu quay lúc nào vậy?" "Lúc chị kéo tôi ngồi bàn phía sau ấy. Tôi đoán chị sẽ kể cho A Lị nghe. Nhưng xem thái độ cô bé với chị buổi chiều hôm qua, tôi đoán cô bé sẽ không tin, nên mới quay lại để chị có bằng chứng. Ai ngờ lại quay luôn được tin nóng như thế." Tôi buột miệng thán phục: "Cậu giỏi thật, cảm ơn cậu đã suy nghĩ chu đáo cho tôi." Duy bối rối: "Tôi lúc nào chả là người chu đáo, chỉ có chị là ngốc thôi." Tôi bất mãn, véo vào tay cậu: "Khen cậu được một câu, cậu lập tức tưởng mình bay được à?" Duy xoa xoa cánh tay, nhăn nhó: "Thật không thể tưởng tượng được, chị vừa ác khẩu lại vừa bạo lực. Tôi đúng là bị ấn tượng ban đầu về chị đánh lừa rồi." "Sao, hối hận à?" "Ừ, hối hận vì mãi tới giờ mới gặp được em." Tôi sững lại, giọng nói nghiêm túc cùng đôi mắt nhìn tôi chăm chú, khiến tôi bối rối. Tôi quay mặt đi, coi như chưa nghe thấy gì, bước nhanh về phía trước. Đi ngang qua tiệm cầm đồ, tôi đột nhiên đụng mặt Xèo Dử từ trong đó bước ra. Tôi ngạc nhiên: "Em làm gì ở đây?" Xèo Dử hơi hốt hoảng, lùi lại vài bước. Tôi kịp nhìn thấy tay cậu đang cầm một chiếc túi thổ cẩm. Miệng túi hơi hé để lộ vẻ tờ 500.000 mới cứng. Không có gì, nhà bạn em ở đây, em đến chơi thôi." Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai Xèo Dử. "Em đừng nói dối chị, có chuyện kể cho chị nghe được không? Em và gia đình đối với chị rất tốt, nên chị coi em như em trai. Có gì chị giúp được thì nói cho chị biết." Xèo Dử hơi xấu hổ, cúi đầu, mãi một lúc mới ngập ngừng bảo tôi: "Chị phải hứa không nói cho bố em thì em mới kể." Tôi gật đầu. Xèo Dử ngắc ngứ nói: "Em đi cầm vòng bạc, lắc bạc cổ lấy tiền." "Em cần tiền làm gì?" "Bạn em ở thị trấn rủ em kinh doanh. Nó nói chỉ cần 3 triệu tiền vốn là sau một tháng có thể thu về mấy chục triệu." "Bạn em kinh doanh cái gì?" "Thực phẩm chức năng chị ạ, cái này nhiều người mua lắm. Bạn em mới bán hàng có 2 tháng, nó đã sắp mua được ô tô rồi đấy." Chỉ cần nghe tới đó, tôi đã đủ hiểu mọi chuyện. Xèo Dử thấy nét mặt tôi thay đổi, bèn vội vàng nói thêm: "Thật đấy chị ạ, chị xem này, trên Facebook nó khoe tin nhắn chuyển tiền, rồi cả thùng hàng mới nhập về đã hết. Nó bảo em, mặt hàng này bán dễ và bán chạy lắm. Khách hàng thi nhau đặt mà còn không có. Nếu không mua nhanh thì mình mất cơ hội chị ạ." Nói rồi, thằng bé chìa ra trước mặt tôi Facebook của cậu bạn kia. Check in sang chảnh ở nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, bên những món ăn sang trọng. Những thùng hàng vừa về đến đã nhanh chóng hết veo theo trần shipper. Những lúc ảnh tiền xòe như quạt trong tay, một tip quen thuộc tới cũ rích khiến tôi chán ghét. Tôi bảo Xèo Dử: "Bây giờ là em đi mua hàng của cậu kia à?" "Vâng, khi bán được hàng là em chụp luôn ra chị ạ." Xèo Dử vẫn hào hứng: "Em cho chị số điện thoại của cậu bạn kia đi, với cả tên họ đầy đủ nữa." Xèo Dử ngoan ngoãn làm theo. Tôi bấm điện thoại, nói mình là nhân viên ship hàng, đang xác nhận lại tên và địa chỉ sao. Tôi đọc tên, số điện thoại của cậu ta, rồi đọc luôn địa chỉ quán phở trước mặt. Bên kia vội vàng đính chính, báo lại địa chỉ đúng cho tôi. Tôi cúp máy gọi taxi, xe đi lòng vòng một hồi, rồi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Bà chúng tôi bước xuống, rẽ trái, rẽ phải một hồi, cuối cùng dừng chân trước một dãy nhà trọ cuối ngõ. Các phòng vẫn đang đóng cửa im ỉm,
quần áo treo la liệt trước hiên. Bên ngoài cổng có một bác trung niên tóc đã muối tiêu đang loay hoay quét dọn. Tôi bước lại gần hỏi thăm về cậu bạn của xèo sử. Vừa nghe thấy tên cậu ta, bác đã lửa mắt hỏi tôi: "Các anh chị là người nhà nó à?" Tôi vội vã lắc đầu. Bác lại nói tiếp: "Nó vừa ra ngoài ăn sáng rồi, anh chị có việc thì gọi cho nó, không thì ngồi ở đây chờ." Nói xong, bác cúi xuống quét tiếp, vừa quét vừa cằn nhằn: "Tiền nhà nợ mấy tháng đòi mãi không trả, suốt ngày bạn với trà bè." Tôi nghe được, bèn gợi chuyện: "Nợ tiền nhà ấy ạ? Cháu tưởng cậu ấy giàu lắm cơ mà." Bác chủ nhà nghe vậy, buông chổi xẻng bực dọc: "Giàu cái gì mà giàu, nợ tôi tiền nhà 2 tháng rồi, cứ hẹn lần hẹn nữa. Hôm qua còn có người đến tận đây tìm, nghe nói là bán hàng giả cho người ta, còn đội giá lên gấp mấy lần. Hứa hẹn với người ta là tham gia bán hàng với nó thì được trả cả hoa hồng, còn không bán được thì cho đổi trả rồi hỗ trợ. Xong lấy được tiền thì chặn liên lạc, đổi chỗ ở. Người ta dò mãi mới tới được chỗ tôi tìm. May mà hôm qua nó không có nhà, không thì chắc bị đánh cho tuốt xác ra rồi. Tôi bảo với nó, hôm nay mà không trả tiền nhà thì tôi tống ra đường. Nó mới thể tốt là có người nhà lên trả, làm tôi tưởng anh chị là người nhà nó. Mà tôi bảo thật, trong mặt anh chị có vẻ tử tế, cái ngữ ấy chỉ có lừa đảo thôi, anh chị đừng có dây vào." Tôi vội vàng cảm ơn bác, rồi kéo xèo dừ ra về. Thằng bé mặt nghệt hẳn ra, như không muốn tin vào tai mình. Tôi đưa nó lại tiệm cầm đồ, chuộc lại những món đồ cổ bằng bạc rồi bảo nó: "Xèo dừ ạ, hãy nhớ trên đời này trừ bữa cơm nhà thì không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Em còn nhỏ, việc của em là học. Nếu còn trốn học, tham gia vào mấy cái vớ vẩn này, chị sẽ mách bố em cho em một trận, nghe chưa?" Xèo dừ vội gật đầu. Tôi bẹo má nó: "Hứa rồi thì phải thực hiện. Năm sau chị sẽ lại lên tìm em, nếu em không giữ lời, chuẩn bị lấy lá mà kê vào mông đi." Xèo dừ cười gượng, có lẽ thằng bé vẫn chưa hết sốc. Tôi bảo nó chặn liên lạc của cậu bạn kia, rồi quay về nhà. Nhìn thằng bé thất thểu đi về, tôi vừa thương vừa giận. Duy đi theo tôi từ nãy, tới giờ mới chép miệng: "Hay, tuổi trẻ đúng là nông nổi." Tôi gật đầu: "Phải, tuổi trẻ ai cũng phải có đôi lần vấp ngã, chỉ là sau khi ngã rồi, có còn muốn đứng dậy đi tiếp nữa hay không?" Rời khỏi tiệm cầm đồ, tôi và Duy đi lang thang trong thị trấn. Trải qua chuyện ban sáng của xèo dừ, rồi cả chuyện của A Lì, tôi không còn hứng thú ăn uống nữa. Tôi và Duy ăn qua quýt, rồi lượn vòng qua quán Sen Hồng. Ngồi trong tiệm cà phê đối diện quán, tôi lo âu nhìn chằm chằm về phía cửa. Dù cho Duy trấn an, nhưng tôi vẫn bồn chồn. Đến khi A Lì và gã trai xuất hiện, tôi không kiềm được mà đứng dậy. Duy phải nắm tay tôi kéo lại, tôi mới bần thần ngồi xuống, nhưng vẫn run giọng bảo Duy: "Tôi thật sự rất lo cho A Lì, cậu có chắc?" Duy nhìn tôi kiên định gật đầu. Tầm 10 phút sau, một chiếc xe tới, đỗ dịch trước cửa quán. Một người đàn ông tóc muối tiêu, đeo kính đen từ trên xe bước xuống. Bà chủ quán Sen Hồng vồn vã chạy ra tiếp, nụ cười xu nịnh nở trên gương mặt đẫy đà chất đầy son phấn. Tôi nhìn thấy hai người đó bước vào quán, chiếc xe cũng đã rời đi, mà bên ngoài không thấy có động tĩnh gì. Trong lòng như có lửa đốt, đành quay sang Duy hỏi: "Sao mãi không thấy gì cả? A Lì vào đó đã được một lúc rồi, nhỡ có chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với xèo xính." "Không được, tôi nhất định phải vào đó xem." Nói rồi, tôi mặc kệ Duy ngăn cản, bước vội sang đường bên kia. Duy không cản được, cũng chạy theo tôi. Vừa bước vào quán, nhân viên đã túa ra hỏi: "Anh chị đã đặt phòng trước chưa ạ? Nếu chưa, xin lỗi anh chị tìm quán khác giúp em." "Tôi đi tìm em gái, tôi mới thấy con bé bước vào đây." Tôi nóng giận quát to, định bước lên phía trên tìm kiếm. Nhân viên trong quán thấy thế vội cản lại, một gã thanh niên xăm trổ đẩy tôi ra, gằn giọng: "Chị tìm em chị thì đi chỗ khác, đây là chỗ chúng tôi làm ăn, đừng có gây sự, nếu không đừng trách." Trong lòng tôi lúc này chỉ ngập tràn lo lắng cho A Lì. Chẳng còn sợ hãi, tôi cũng gằn giọng đáp lại: "Tránh ra, đừng tưởng tôi không biết các người làm gì, có muốn tôi gọi công an không?" Gã thanh niên thấy tôi hùng hổ, lập tức giở thói côn đồ, vùng tay định tát cho tôi một cái.
nhưng bàn tay gã vừa vung xuống đã bị Duy chặn lại rồi vặn ngược ra sau. Mấy gã nhân viên quanh đó thấy vậy bèn vô lại vây quanh chúng tôi. Một màn ẩu đả nổ ra, Duy vì che chắn cho tôi nên bị đánh trúng mấy chỗ. Đang lúc hỗn loạn, tiếng quát dừng lại cùng tiếng súng chỉ thiên khiến tất cả im bặt. Từ phía ngoài cửa bước vào mấy anh công an. Cũng cùng lúc từ trên gác có hai người bị áp tải đi xuống. Tôi nhìn lại là một chủ quán cùng gã đàn ông tóc muối tiêu. Ali tóc rối tung được một cô gái dìu đi ở phía đằng sau. Tôi vội vàng chạy tới phía Ali đỡ lấy cô bé. Ali, em có sao không? Ali vẫn còn run rẩy, không nói được gì, chỉ rúc vào vai tôi khóc. Cô gái đi bên cạnh nói với tôi: cô bé không sao, chúng tôi đến kịp lúc, cô bé chỉ bị hoảng sợ quá thôi. Tôi ôm lấy Ali thở phào, bàn tay không ngừng vỗ vào lưng cô bé để an ủi. Phía bên dưới, công an đã đọc lệnh bắt và khám xét quán. Cô gái vừa nãy đi cạnh Ali bước lên phía trước, làm động tác chào với một đồng chí mặc sắc phục rồi nói: báo cáo, chúng tôi đã bắt quả tang chủ quán Sen Hồng có hành vi chứa chấp và cưỡng ép mại dâm. Tuy nhiên, có một đối tượng đã kịp tẩu thoát bằng lối cửa sau. Chúng tôi hiện đang tiến hành truy đuổi. Cô ấy vừa dứt lời, thì từ phía cửa trước có tiếng ồn ào khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Chàng trai trong bộ quần áo truyền thống người Dao nắm cổ áo gã trai tóc phẩy lai bước vào sảnh. Gã trai kia bị dây thừng cho nhến lại nhiều vòng như chiếc bánh trưng. Trên mặt gã và cả cậu thanh niên người dân tộc đều có những vết tím bầm. Khóe môi còn bị rách vương vệt máu. Cô công an ban nãy bật thốt lên: là đối tượng vừa nãy đã bỏ chạy ở lối cửa sau. Ali thu hết cảnh tượng trước mặt và tầm mắt. Tôi cảm thấy bờ vai cô bé khẽ run. Cô bé gọi khẽ: Sành Báo. Tôi nhìn về phía Sành Báo, thấy đôi mắt cậu từ lúc bước vào cửa chưa từng rời khỏi Ali. Còn cô bé thì cúi mặt, không dám nhìn thẳng về phía trước. Lúc này, các đồng chí công an cũng đã khám xét xong quán, áp giải ra bên ngoài thêm một số người nữa. Còn có cả một số túi ni lông nhỏ đựng rất nhiều viên thuốc màu trắng, màu hồng. Xong xuôi, các đồng chí công an niêm phong quán rồi đưa tất cả nhân viên, những người bị bắt và cả chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Ali ngồi cạnh tôi, đầu gục lên vai tôi, vừa sợ hãi vừa ân hận. Tôi lúc này mới có thời gian nhìn sang Duy. Cậu ngồi cạnh Sành Báo, thấy tôi lo lắng nhìn sang, bèn mỉm cười. Nhưng vừa mới nhếch miệng lên, cậu đã nhai răng vì đau. Tôi áy náy nhìn bờ môi sưng vế của Duy, kẽ nói: xin lỗi cậu, là tại tôi. Vậy chị định đền bù tôi thế nào? Tại tôi hấp tấp nên cậu muốn thế nào cũng được, tôi thành thật đáp. Vậy để tôi suy nghĩ đã, nghĩ xong sẽ nói cho chị biết. Duy vừa cười vừa nhăn nhó xoa lên bờ môi sưng tấy. Còn tôi hình như trong lòng có gì đang chậm chậm bén rễ. Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi đưa Ali về nhà. Sành Báo đèo Ali, còn Duy đèo tôi lắc lư trên những cung đường ngoằn ngoèo quay lại Tà Phìn. Tôi đã gọi điện cho Sèo Xính từ trước, còn dặn anh không được nổi giận với Ali. Con bé mới trải qua cú sốc đầu đời, rất cần một vòng tay bao dung. Xe vừa dừng trước cổng nhà, Sèo Xính đã chạy vọt ra, ôm lấy con gái. Từ đôi mắt đã có vết chân chim của anh, hai dòng nước mắt ầm ực trào ra. Ali gục vào vai bố, nức nở khóc. Tiếng xin lỗi nấc nghẹn, lặp đi lặp lại khiến mắt tôi cũng nhảy nước. Duy trêu tôi: không ngờ bà chị bạo lực thế mà cũng có lúc yếu đuối vậy. Tôi phì cười, lén lau giọt nước mắt vừa rơi. Nhìn sang hai bên đường, những cánh hoa đào đã bung nở, từng cánh hồng rực, như người con gái đang thì đẹp nhất. Sèo Xính giữ Duy và Sành Báo ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn, anh không ngừng rót rượu cảm ơn Duy và Sành Báo. Duy chỉ cười, chén rượu nào Sèo Xính mời, cậu cũng đều uống cạn. Khi bữa cơm dứt, cũng là lúc Sèo Xính đã say mềm. Sao Dử và Sành Báo phải dìu anh vào buồng nằm ngủ. Tôi cùng Ali, A Mẩy thu dọn bát đũa mang đi rửa. Lúc ngồi cạnh tôi, Ali ấp úng nói: chị, em xin lỗi. Tôi cười: em không sao là tốt rồi. Chị nghĩ sau chuyện này em sẽ hiểu bố em thương em và lo cho em nhiều thế nào. Ali khẽ gật đầu. Tôi lại tiếp: em còn trẻ nên không thể tránh được những sai lầm. Điều quan trọng là sau đó em sẽ nhận ra ai mới là người yêu thương em thực sự. Vừa nói, tôi vừa liếc mắt về phía Sành Báo, vừa lúc thấy cậu ấy cũng đang nhìn về phía hai chị em. Ali cúi mặt, giọng nói buồn rười rượi: em sợ anh ấy không còn muốn chơi cùng em nữa. Tôi bật cười: có gì mà phải sợ, em không chắc thì ra mà hỏi cậu ấy. Nói rồi,
tôi kéo A Lì đứng dậy, đẩy về phía trước. A Lì còn ngượng ngùng, không dám bước. Tôi phải đứng dậy, kéo tay cô bé bước đi. Đến trước mặt sành pháo, tôi bảo: hai đứa ra chợ, mua cho chị mấy cái khăn thổ cẩm, chị mang về tặng bạn dưới xuôi nhé. Sành pháo khẽ gật đầu. Tôi nhìn hai đứa trẻ đứng lúng túng bên nhau, thấy trong lòng vui lạ. Đang đứng thẫn thờ, Dì ở đằng sau vỗ vai tôi cái bộp, làm tôi giật thót. Nhìn gì mà mất hồn mất vía thế? Tôi quay lại, tiện tay nhéo Duy một cái thật đau. Cậu không thể xuất hiện một cách bình thường được à? Sự xuất hiện của tôi luôn đặc biệt, chị không biết hả? Duy vừa xoa tay, vừa nhăn nhó đáp. Tôi không thèm nói chuyện với người bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối như cậu. Tôi bĩu môi, quay lưng đi vào nhà, rửa nốt đống bát còn đang dang dở. Duy lẽo đẽo đi sau, vừa giúp tôi tráng bát vừa cằn nhằn. Chị đúng là đồ vô lương tâm. Tôi đã bị đánh đau rồi, chị còn suốt ngày cấu véo. Chị mà không sửa đi, có mà nó thèm lấy. Cảm ơn sự quan tâm của cậu. Tôi ở hiện tại không có hứng thú và nhu cầu kết hôn. Tôi thở ơ đáp. Vậy là tôi còn cơ hội. Giọng Duy bỗng thay đổi, không còn cợt nhả như trước. Tôi quay lại, búng búng tay cho nước bắn vào mặt Duy nói. Nói chuyện với cậu chắc cần tuyển phiên dịch viên tiếng Việt mất. Nói xong, tôi ôm rổ bát đứng dậy. Duy níu lấy tay tôi. Nếu điều tôi nói là thật. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Duy. Điều tôi nói cũng là thật, ngày mai tôi sẽ rời Sapa. Vậy còn tôi thì sao? Duy ngỡ ngàng. Thời gian qua ở bên cạnh cậu rất vui. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho tôi những trải nghiệm mà tôi chưa từng có. Nhưng chúng ta mới chỉ quen biết chưa được một tuần. Cậu với tôi cũng có quá nhiều điều khác biệt. Với tôi, cậu là một người bạn rất thú vị. Nhưng chỉ thế mà thôi. Duy buông tay tôi ra lắc đầu. Em đúng là người có trái tim băng giá. Tôi gật đầu, định bước đi. Nhưng câu nói phía sau của Duy khiến tôi suýt sặc. Nhưng tôi thích, làm thế nào để gặp lại em? Tôi bật cười, chàng trai này luôn làm người khác bất ngờ. Tôi đáp lại. Còn duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về. Duy cũng cười. Tối đó, thanh niên nam nữ trong bản tổ chức đốt lửa trại, hát giao duyên. Những cô gái, những chàng trai khoác trên mình những bộ quần áo đẹp nhất, rực rỡ nhất, tụ tập lại khoảng sân rộng trước nhà văn hóa. Tôi, Duy, A Lì, Sành Pháo, Xèo Dử đến từ rất sớm. Tất cả chúng tôi đều mặc trên mình quần áo của người giao. Tôi mượn đồ của A Lì, còn Duy mượn đồ của Sành Pháo. Nắm tay nhau nhảy vòng tròn xung quanh đống lửa cháy rực. Tôi vui tới quên trời đất. Tới lúc nhảy mệt, ngồi xuống đất thở phì phò, Duy mới bảo tôi. Cẩn thận bị anh nào kéo về làm vợ đấy. Kệ tôi. Tôi chùn mũi đáp. Không kệ được, em bị bắt mất thì tôi để cho ai? Tôi hừ một tiếng trong cổ họng, quay đi không thèm đáp. Bỗng nhiên, Duy kéo mặt tôi lại, đặt lên trán một nụ hôn. Bờ môi Duy nóng rực, hệt như ngọn lửa chạy đang cháy phía trước. Duy nhìn mặt tôi nghệt ra, bật cười bảo. Xong, tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy. Tôi xấu hổ, đẩy Duy ra chạy bộ về nhà xèo xính. A Mậy thấy tôi về, ngạc nhiên hỏi. Sao cô về sớm thế? Mấy người kia đâu? Tôi nói dối hơi mệt, về nghỉ sớm để mai còn bắt xe về quê. A Mậy không nghi ngờ gì, ngồi cặm cụi theo nốt chiếc khăn. Tôi nằm trên giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Cảm giác những ngày đã qua, giống như một giấc mơ đẹp đến hoang hoải, đến nao lòng. Sáng hôm sau, Duy Tranh đèo tôi ra bến xe. Xèo Xính thì gói cơm man là quà, vừa cho tôi, vừa cho Nga. Trước khi đi, Xèo Dử còn níu tay tôi, hứa năm sau phải lên thăm nó. Còn A Lì bẽ lẽn nói với tôi, nhớ tới ký túc trường đại học tìm. Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý, dùng rằng mãi mới ngồi lên phía sau Duy. Vừa đi vừa ngoái nhìn từng chòm nhà, từng thửa ruộng bậc thang, từng cành đào đang bung nở. Duy chở tôi tới bến xe, chất đồ lên cho tôi rồi nở nụ cười tươi rói. Tạm biệt, bà chị khó tính. Lúc nào nhớ tôi thì gọi điện nhé. Tôi phì cười, còn Duy chợt nắm lấy tay tôi. Tôi rất mong, một ngày nào đó, bàn tay này sẽ giữ tôi ở lại. Tôi nhìn ngón tay Duy đang lấy tay mình, thấy hình như có cái gì đó trong tim đang rung lên khẽ khẽ. Nhưng chỉ một lúc, tôi lặng lẽ rút tay ra, rồi xoa đầu cậu. Rồi sẽ có bàn tay khác, lúc đó nhớ giới thiệu cho bà chị khó tính này nhé. Duy không cười, đột ngột kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi sẽ rất nhớ em, rất nhớ. Xe lăn bánh, tôi ngoái lại đằng sau, thấy Duy vẫn nhìn theo đăm đắm,
nghe lòng mơn man một nỗi buồn. Tôi về Hà Nội khi trời đã tối muộn. Về tới nhà trọ, vừa tra chìa khóa vào ổ, bà chủ nhà đã xuất hiện. Cô đi đâu mấy ngày thế? Cậu Khanh tìm cô mãi đấy. Tôi nói thật, cô cậu sắp cưới rồi, đừng giận dỗi nữa. Bây giờ tìm được người như cậu ấy hơi khó đấy. Tôi bật cười. Đúng, người như Khanh thật khó tìm. Tôi cũng đồng thời nhận ra, mấy ngày qua tôi đã hoàn toàn quẳng anh ra phía sau đầu. Tôi đáp quả quyết vài câu với bà chủ, rồi nằm vật ra giường. Ngồi trên xe cả ngày dài khiến lưng tôi nhức mỏi. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, thấy thấp thoáng một hình bóng rất quen, đứng trong rừng đào Sapa nhìn tôi đầy âu yếm. Tôi tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao và lúc bụng sôi ủng ục. Tôi qua về muộn, không kịp qua chỗ Nga để đưa quà cho nó, nên sáng nay tôi gọi điện hẹn nó ra quán cà phê cạnh bệnh viện. Hẹn nhau 9 giờ, nhưng lúc tôi đến, nó lại báo có việc gấp, đến muộn một lúc. Tôi ngồi trong quán, thư thái nhấp từng ngụm cà phê, lướt điện thoại. Chợt nhớ trước đây, mình đã từng hâm mộ nhìn người khác cũng thảnh thơi như thế, rồi ai oán cho bản thân phải cắm mặt chạy deadline, đến mức dừng lại thở một cái cũng là xa xỉ. Đang ngồi ngắm quần áo cho mẹ, bỗng tiếng đập bàn làm tôi giật mình. Tôi ngẩng lên, thấy Khanh trước mặt, chân mày trao lại vì giận dữ. Em đi đâu? Một tuần nay không thấy mặt. Anh gọi điện cũng không liên lạc được. Đã thế, tóc còn cắt cũng cỡn, nhuộm xanh nhuộm đỏ, trông không ra thể thống gì cả. Tôi dựa người vào ghế, uống thêm một ngụm cà phê rồi mới đáp. Mệt, chán, nên đi chơi thôi. Sao không báo với anh? Sao phải báo? Anh là phụ huynh của tôi à? Câu trả lời của tôi khiến Khanh sững sờ. Mất một lúc, anh mới nghiêm giọng bảo. Em ăn nói cái kiểu gì thế? Anh tưởng về nhà anh mấy lần, em đã học mẹ cách ăn nói rồi chứ. Chả trách, mẹ anh nói em không hợp với anh một tí nào. Tôi uống cạn cốc cà phê, chậm chạp nhấm nháp dư vị của nó trong miệng. Đến lúc, Khánh dùng ánh mắt kiên nhẫn nhìn tôi mới nhẹ nhàng đáp. Trước giờ, em luôn nghĩ mẹ anh nói không đúng về em, về chúng ta. Nhưng giờ em mới nhận ra, mẹ anh nói không sai. Giờ em mới nhận ra à? Khánh có vẻ tự đắc. Mẹ anh nói rất chuẩn. Tôi gật đầu, rồi nhấn mạnh từng chữ. Chúng ta không hề hợp nhau. Bởi vậy, chia tay đi. Khánh ngỡ ngàng, dường như không tin vào tai mình. Em nói cái gì? Em chia tay anh? Em dám chia tay với anh? Tôi nhắm mắt, tự hỏi sao mình có thể chọn chúng và chịu đựng được cực phẩm như thế này suốt bao nhiêu năm. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Khánh nói từng tiếng. Đúng, chia tay. Nếu anh nghe không rõ, tôi sẽ nhắc lại cho tới khi anh nghe rõ thì thôi. Cô điên rồi. Cô có biết bao người ghen tị với cô không? Khánh sẵn giọng. Thì tôi đang để cho họ không ghen tị nữa. Ai thích anh hay anh thích ai, xin cứ tự nhiên. Tôi nhún vai. Rồi cô sẽ hối hận. Tôi hối hận lâu rồi. Hối hận đến mất 5 năm tuổi thanh xuân cho một kẻ không hề xứng đáng như anh. Còn giờ, mời anh đi cho. Tôi đang đợi bạn. Anh đừng chiếm chỗ của nó. Vừa nói, tôi vừa ra dấu tiễn khách. Khánh tức giận, cũng không nói nữa. Đùng đùng bỏ ra ngoài. Anh ta vừa đi, Nga cũng tới. Nó nhìn theo bóng Khánh khuất dạng, dò hỏi. Sao thế? Lại cãi nhau à? Không phải cãi nhau, chia tay. Nghe đến đây, Nga lập tức đứng bật dậy, nó rít lên. Khốn nạn, mày mất 5 năm với lão, mà lão đá đít mày như thế à? Tôi vội vàng kéo nó lại. Không, người nói lời chia tay là tao. Nga ngạc nhiên, nó đưa tay sờ lên trán tôi. Mày không phải bị đả kích quá mà hóa ngốc đấy chứ? Tôi gạt tay nó ra. Mày coi thường tao quá đấy. Không phải mày lúc nào cũng bảo tao chia tay à? Giờ nghĩ thông rồi, mày lại không tin là thế nào? Nga bần thần ngồi xuống ghế, lúc này nó mới nhìn kỹ tôi. Mày còn cắt tóc, nhuộm rêu nữa cơ. Tao nghi ngày mai trời mưa to mất. Nói tao nghe, sao lại thay đổi một cách chóng mặt thế này? Tôi bật cười. Chả có gì, tao chán, muốn thay đổi thôi. Nói rồi, tôi kể cho nó nghe tất cả những ức chế dồn trong lòng. Kể cho nó cả những tháng ngày đẹp đẽ đến mơ màng ở Sapa. Cả về gì nữa, nó chăm chú lắng nghe, rồi hỏi tôi. Thế giờ mày tính sao? Chả sao cả. Chiều tao lên nộp đơn xin nghỉ việc rồi về quê ăn bám thầy U thôi. Nga nắm lấy tay tôi. Ừ, mệt quá thì về nhà đi, nghỉ ngơi rồi tính tiếp xem muốn làm gì. Khó khăn thì cứ tìm tao. Tôi siết lấy tay nó, thấy lòng ấm áp tới tận cùng. Chiều hôm ấy, tôi phóng xe tới công ty, bước vào văn phòng quen thuộc, nhưng trong tôi không còn cảm giác chán nản mệt mỏi nữa. Tôi gõ cửa phòng sếp, thấy tôi, gương mặt ấy giãn ra.
Em đã về rồi à? Vào làm việc đi, có mấy bản kế hoạch cần hoàn thiện, anh đã gửi mail cho em rồi đấy. Tôi ngắt lời. Em không tới để làm việc, em tới để báo cho anh, em nghỉ việc. Sếp tôi giữ người. Nghỉ việc? Sao lại nghỉ? Em đang làm tốt cơ mà. Em đi rồi thì ai làm? Em cảm thấy công việc không phù hợp nên nghỉ. Không được. Sếp tôi nhất khoát xua tay. Em không đến để được anh đồng ý cho nghỉ hay không. Hợp đồng của em ký với công ty là không kỳ hạn. 2 tháng trước, em đã đưa đơn cho anh, nhưng anh không ký. Theo đúng quy định, em đã báo trước cho anh thậm chí là hơn 4-5 ngày. Bây giờ, em đến chỉ để báo lại với anh mà thôi. Nói rồi, tôi bước đến bàn làm việc, thu dọn lại những đồ dùng cá nhân đã theo tôi đi suốt 4 năm trời ở nơi này. Những đồng nghiệp khác cũng đến hỏi han, tôi chỉ trả lời qua loa, rồi rẽ qua phòng nhân sự hoàn thiện nốt giấy tờ. Lúc bước ra cổng công ty, lòng tôi khoan khoái tới lạ lùng, cảm giác mình tự do giống như là cơn gió. Tôi về tới nhà, lúc mẹ và em trai đang lúi húi dọn cơm tối, thấy tôi mẹ ngạc nhiên. Sao lại về lúc này? Về nhà không báo mẹ nấu cơm. Tôi vứt ba lô xuống đất, vùi mặt vào ngực mẹ, cười hì hì. Con về ăn bám mẹ đấy, mẹ nuôi con nhé. Mẹ đẩy tôi ra, gõ cho tôi một cái vào đầu. Tôi chả nuôi chị mấy chục năm rồi còn gì, đi tắm đi rồi ăn cơm, để mẹ rán cho con thêm ít thịt gà nữa. Hoan hô, lâu lắm rồi con mới được ăn gà nhà nuôi. Em trai tôi liếc xéo. Lần sau bà về, chắc chỉ cần nghe tiếng bà, gà nó bày hết sang hàng xóm lánh nạn. Tôi chu mỏ, lấy quần áo đi tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, hơi nước nóng bốc lên, làm tôi khoan khoái, mệt mỏi, buồn bã, thất vọng tan hết, rồi bị cuốn trôi theo làn nước. Trong bữa cơm, tôi vừa ăn, vừa thản nhiên kể hết mọi chuyện cho mẹ, từ chuyện nghỉ việc cho tới việc chia tay Khánh. Mẹ im lặng nghe tôi kể, mãi đến cuối mới thở dài. Mệt mỏi thế, sao không về với mẹ sớm hơn? Hốc mắt tôi lập tức ẩm ướt. Dù có đi đâu xa, có bao nhiêu tuổi, tôi vẫn là đứa trẻ trong mắt mẹ, lúc nào cũng cần được yêu thương và bảo vệ. Tôi lén lau mắt, cười. Thì giờ con về rồi con gì? Mẹ nuôi thêm gà, trồng thêm rau cho con ăn đi. Em trai tôi nghe vậy, lấy đũa gõ vào đầu tôi. Về đến nhà chỉ biết ăn thôi à? Kệ tao, tao ăn hết của mày chắc. Tôi chùn mũi. Nó không nói nữa, ngồi lặng lẽ ăn cơm. Đến tối, lúc tôi đang nằm đắp chăn lướt mạng, nó đẩy cửa phòng bước vào. Tôi nhìn nó hỏi dò. Sao? Có chuyện gì cần trình bày? Nó ngồi xuống ghế, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đập thẳng vào mặt tôi. Cho. Tôi cầm lấy thẻ, ngơ ngác hỏi nó. Gì đấy? Tiền chứ còn gì, mắt bà có vấn đề à? Tôi giơ tay đập bột vào đầu nó. Dám bất kính với chị mày vậy à? Ai chả biết đây là tiền. Nhưng tiền gì? Sao cho tao? Không phải bà thất nghiệp hả? Tôi cho bà đấy. 50 triệu, chắc đủ cho bà sống tới lúc kiếm được việc mới. 50 triệu? Tôi đưa người hỏi nó. Mày làm gì mà lắm tiền thế? Bán thân hay bán thận? Lần này tới lượt nó giơ tay đập bốp vào đầu tôi. Bà bị nhiễm viêm hàn xẻng hả? Vớ vẩn, tiền tôi kinh doanh, bán hoa Tết với quần áo Tết. Mấy năm bà đi biệt có biết gì đâu. Tôi chớp chớp mắt nhìn nó, rồi lại nhìn cái thẻ trong tay hỏi lại. Cho tao? Ừ, cho. Nó gật đầu không hề do dự. Tôi lao tới ôm lấy đầu nó hôn chùn chụt. Nó vội vàng giãy ra, vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt. Tôi cười hì hì bảo, chị mà biết em trai chị tốt thế này, chị đã sớm về nhà để được bao nuôi rồi. Bà phán ngay đi. Nó nói xong quay đầu đi thẳng, đến cửa mới cộc lốc nói, mật mã thẻ là ngày sinh của bà đấy. Tôi định nhào tới ôm lấy nó lần nữa, nhưng nó đã nhanh chóng đóng sập cửa trước mũi tôi. Tôi quay lại giường, với tay ôm con gấu bông nó mua cho mấy năm trước vào lòng, nghe vui đến lạ. Còn 2 tuần nữa là Tết, tôi ở nhà, lúc thì theo chân em trai đi bán hoa, lúc thì theo bố ra vườn chăm đào, chăm quất. Khách đến khách đi nhộn nhịp cả khu vườn. Tôi ngồi ngắm từng cánh đào đang dần hé nở, thấy Tết sao mà ấm. Chợt một tiếng tách vang lên, tôi quay lại, một gương mặt quen thuộc đứng cạnh gốc đào nhìn tôi cười như nắng. Tôi ngơ ngác hỏi, sao cậu lại biết tôi ở đây? Xì lại gần, vén sợi tóc mai trên trán tôi rồi cười thật ấm. Vì chúng ta đủ duyên đủ nợ, và vì em vẫn còn nợ tôi một lời hứa. Bạn vừa lắng nghe phần cuối của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình của tác giả Nguyễn Thị Loan. Bạn có hài lòng với cái kết này không? Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Chương trình được thực hiện bởi nhóm sản xuất Blog Radio, giọng đọc Bạch Dương, sản xuất Hằng Nga, thiết kế Hương Giang. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo trên kênh Blog Radio để đón nghe những chương trình mới nhất nhé.
hẹn gặp lại bạn trong chương trình tuần sau. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.